muốn mua laptop gaming nhưng giá tầm trung thôi. Bạn em khuyên lại nên chọn CPU AMD để tiết kiệm hơn, có đúng không chị? Ở đây các bạn bảo là tiết kiệm hơn. Thì đúng là nếu như mà để tư vấn cho các bạn lựa chọn một chiếc laptop gaming giá cả tầm trung mà mang lại một cái hiệu năng tối ưu nhất thì mình nghĩ lựa chọn CPU AMD là đúng rồi. Thế nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm như thế nào, cũng như là vì sao mà nó tối ưu hơn, thì ok, cùng Lam Phương tìm hiểu trong video này nhé. Muốn tiết kiệm là có tiết kiệm ngay và luôn. Tại Thế Giới Di Động thì đang có chương trình mua laptop gaming CPU AMD được ưu đãi lên đến 20%, đồng thời còn tặng kèm một chuột gaming Rabo V16 trị giá là 350.000. Để kiểm định cho câu hỏi ở đầu video thì ngày hôm nay mình đang có rất nhiều chiếc laptop gaming được trang bị CPU AMD luôn. Các bạn thường thích laptop gaming vì rất là nhiều lý do, chẳng hạn như là một cái thiết kế hầm hố độc đáo, các vát tinh xảo với những cái dải màu đèn LED thu hút mọi ánh nhìn như thế này đây. Thế nhưng, để có thể lựa chọn một chiếc laptop gaming chất lượng thì CPU là yếu tố các bạn không thể nào bỏ qua vì nó sẽ cung cấp hiệu năng cho laptop hoạt động tối đa công suất và có thể chiến game ngon lành. Vậy thì một lựa chọn tuyệt vời nhất mà mình đề xuất cho các bạn trong thời điểm hiện tại chính là bộ chip xử lý CPU AMD Ryzen 5. Hiện nay thì với sự ra đời của hệ điều hành Windows 11 với nhiều những cái tính năng tối ưu hơn, hay ho hơn cùng với cái bộ vi xử lý AMD Ryzen thì mình nghĩ là các anh em chúng ta có thể chiến game ở bất cứ đâu một cách thoải mái và nâng tầm trải nghiệm của mình lên một cách cao hơn hẳn. Từ trước đến nay thì AMD luôn tập trung vào phân khúc khách hàng bình dân, giá thành mềm hơn các đối thủ trong cùng phân khúc, và đồng thời thì trang bị VGA là card đồ họa thích hợp với một cái chất lượng ổn định, tận dụng được triệt để những cái hiệu năng giúp cho các bạn tiết kiệm hơn so với cái chi phí mà chúng ta bỏ ra. Với những cái tựa game thịnh hành hiện nay thì mình thấy nó ngày càng nâng cấp hơn, cho nên một con chip nhiều nhân nhiều luồng chẳng hạn như là AMD thì sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn, vì cơ bản là nó sẽ boost sung mạnh mẽ hơn cho bạn một cái trải nghiệm chơi game phải gọi là cao hơn hẳn. Chơi game với độ phân giải cao, tốc độ khung hình cao, những chuyển động của nhân vật nè, các pha combat rất là chân thật, không bị giật lag, hình ảnh sắc nét, cho bạn một cái trải nghiệm chơi game sống động. Kết hợp cùng với tính năng quản lý điện năng thông minh mới của bộ vi xử lý AMD cùng với tính năng quản lý pin của hệ điều hành Windows 11 giúp cho các bạn tiết kiệm điện năng tiêu thụ, giữ cho pin của chiếc laptop được lâu hơn, đủng đỉnh chiến game hết trận nè, không còn phải lo lắng phải cắm nguồn sạc liên tục, bất tiện khi mà mang máy ra quán cà phê chơi game với bạn bè chẳng hạn. Phần cứng mạnh mẽ, hình ảnh chi tiết phong phú hơn với tính năng Auto HDR, đồng thời thì tính năng khử ồn dựa trên AI giúp cho các bạn tập trung hơn, đắm chìm vào cái cảm giác chơi game thư giãn siêu chất lượng mà chi phí chúng ta bỏ ra thì còn khá mềm nữa. Thế nên là các bạn nào mà đang cần tìm một chiếc laptop gaming với mức giá tầm trung, thiết kế độc đáo cũng như là hiệu năng mạnh mẽ và tối ưu nhất thì hãy thử theo cả đường link bên dưới mà Lan Phương đã để cho các bạn nha. Tiết kiệm nhân đôi với chương trình ưu đãi của Thế Giới Di Động nè, được tặng thêm một em chuột gaming, phải gọi là luôn cả một cái combo chiến game tiện hết đường đi lối về luôn. Những chiếc laptop gaming xuất hiện cùng với mình trong video ngày hôm nay thì đều nằm trong chương trình ưu đãi. Mình sẽ để link tất cả các con máy bên dưới cho các bạn có thể tham khảo kỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Bye bye.